Hello anh trai con bà hai. Anh trai ơi, đổ xăng giúp em đi anh trai. Xem hết xăng rồi. Ồ, giờ này không lo làm việc còn đứng đó bấm điện thoại nữa các bạn ơi. Anh trai, đổ xăng cho em đi anh trai ơi. Nhìn anh trai chán như vậy, đây các bạn ơi, cặp mắt thì lờ đờ. Sáng sớm chắc có làm vài ngao rồi đó các bạn. Ok, và trước khi tiếp tục video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ảnh không đổ xăng cho mình thì thôi, bây giờ mình sẽ tự thân vận động với các bạn. Rồi anh trai ơi, đổ xăng nè anh trai, đổ xăng nè, đổ xăng nè. Đổ xăng theo đúng nghĩa đen luôn các bạn. Chắc anh thật sự luôn đó nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi giao hàng cho mọi người nha các bạn. À quên, đội mũ bảo hiểm vào. Đó, phải như vậy chứ. Tuân thủ luật lệ giao thông nha các bạn. À, mình quên nữa. Để mình xem bây giờ là mấy giờ rồi. Wow, 12 giờ 29 rồi các bạn ơi. Trễ giờ của mình rồi. Ngày hôm nay mình có tham gia một cuộc đua nha. Cuộc đua sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ 45. Chỉ còn lại 15 phút nữa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đây giao hàng nốt cho anh trai này. Anh trai ơi, hàng của anh trai nè. Em giao hàng cho anh trai nè. Ủa sao kỳ vậy? Em xin lỗi anh trai nha. Giải vào nó có hơi quá sức chút xíu. Mình với anh trai này té và ôm lẫn nhau luôn các bạn. Rồi, em không có xẻ gầy đâu nha anh trai. Tại vì lỡ té thôi à, chứ em không có xẻ gầy đâu. Rồi, giao hàng cho anh trai này xong rồi các bạn. Chuẩn bị tham gia cuộc đua công thức F1 thôi. Để mình xem thử đã. Đây rồi các bạn, mấy anh trai trong khu chợ đen nha. Rồi, để mình xem thử đã. Xin chào mọi người, mọi người ơi. Mọi người là team của siêu hay là mọi người team của Red Bull vậy? Bởi vì ngày hôm nay có hai đội đua nha các bạn, đội siêu và đội Red Bull ha. Các bạn là fan của đội nào? Đây rồi các bạn ơi, đội siêu chính là một con Ferrari ha. Còn bên đây là siêu. À các bạn ơi, cả hai con đều là dòng. Ồ, con này là Aston Martin các bạn, còn con này là Ferrari nha. Ok, thì Deadpool, mình nhầm các bạn. Red Bull sẽ là đại diện cho hãng xe Aston Martin ha. Còn hãng giàu nhất siêu sẽ đại diện cho hãng xe Ferrari. Mình là bên giàu nhất siêu nha các bạn. Mình sẽ đại diện cho hãng xe Ferrari ha. Đây, thanh niên này đây. Giờ này còn đứng múa tay múa chân à. Các bạn nhìn kìa. Đứng đó chờ mình đi. Bởi vì đây là một cuộc đua không theo thể loại hết các bạn. Nói tóm lại là mình với lại thanh niên kia chạy bằng cách nào thì chạy tới vịnh bốc bộ trước thì người đó sẽ win nha. Và mình sẽ đua trước, thanh niên này sẽ đua sau. Tụi mình có bộ điểm thời gian riêng các bạn ơi, chứ không phải là đua một lượt nha. Nếu như mà đua một lượt á, thì giải tranh nhau đua này các bạn, rồi gây tai nạn tùm lum tùm la, như vậy thì rất là nguy hiểm ha. Cho nên là sẽ đua theo cái lấy thời gian nha. Bây giờ mình sẽ có một cái bộ bấm đồng hồ, mình chạy tới bước bắt bộ trước là mình thắng, còn thanh niên kia một chút nữa nếu như mà chạy không đủ thời gian của mình á thì thanh niên kia sẽ thua nha. Cái này là mình nói trước thôi các bạn, chứ vẫn chưa biết là đội nào sẽ win nha. Red Bull hay là Siêu, đội nào sẽ win đây? Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình thay đồ ha. Bộ đồ của mình là hơi bị đẹp đó các bạn. Rồi, 3, 2, 1, chuẩn bị thay đồ thôi các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc đua nha các bạn. Hình như ở ngoài đây có mấy anh trai hồi nãy cổ vũ cho mình quá chừng nè. Đó, các bạn thấy không? Đứng hai hàng luôn. Để mình đứng chung với thanh niên này chụp hình tấm kỷ niệm nha các bạn. Nào, đứng cho ngay ngắn vào hàng cái đó. Đứng cái gì mà cứ múa tay múa chân hoài vậy? Ngứa tay ngứa chân hả? Cứ muốn gãi không? Gãi cho nè. Thanh niên nó chán thật sự luôn các bạn. Rồi, chụp hình kỷ niệm. Đó, hai anh em sinh đôi. Cùng cha nhưng mà khác ông nội nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đội đua đầu tiên nha. Đó, các bạn thấy không? Vào xe phải nói đúng ngào luôn ha. Và 3, 2, 1, bắt đầu đua thôi các bạn ơi. Ui, ở ngoài đây hơi căng nè. Bây giờ mình sẽ tập trung chế như thứ nhất nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái mặt đồng hồ công tơ mét, nó nằm ngay chỗ cái vô lăng luôn các bạn ơi. Đó, đó, đó. Phía giữa ngay trước mặt mình có một cái thanh công nhận, nó khó quan sát thật sự luôn các bạn. Ui,
Đua như vậy mới gọi là đua này các bạn ơi. Try hard nha. Đua dễ quá thì chiến thắng nó không có vinh quang hết các bạn. Phải try hard như vậy nè, chiến thắng nó mới vinh quang các bạn ơi. Mà mình nghĩ chút xíu chứ mình phải đổi góc nhìn quá. Bởi vì con furry này á, nó có một cái cột ngay chỗ giữa, ngay chỗ cái mặt mình các bạn. Khó quan sát ghê luôn á. Đó, mình thấy như vậy nè, có vẻ nó sẽ dễ quan sát hơn nha. Nào, cố gắng lên. Wow, mới đây mà mình đã chạy gần tới đường cao tốc rồi các bạn. Khá là nhanh đó. Vậy tính ra là con furry này, ui, không thể đoán trước được các bạn ơi. Bởi vì nhiều khi mình chạy mình đụng trúng cái chướng ngại vật á ha. Như vậy thì phải nói khá là mất nhiều thời gian của mình luôn. Nào nào mọi người, chúng mình xin đua mọi người ơi. Đó các bạn, đua một chiếc như vậy thôi thì phải nói mất khá là nhiều thời gian nha. Đua hai chiếc thì mình nghĩ là chắc mất thời gian nhiều gì lắm đó các bạn. Bởi vì hai chiếc đua chung với nhau á là sẽ tranh qua tranh lại nha. Nào mọi người, chúng mình xin đua mọi người. Rồi luôn các bạn ơi, con siêu xém một này á, nó ngốn săn phải nói khá là nhanh nha. Bây giờ mình phải ghé vào đây để mình tiếp săn đã các bạn ơi. Sau khi mà tiếp săn xong thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc đua nha. Rồi mọi người, mới đua được chỉ có tầm khoảng 1 phút mấy thôi các bạn. Mà con xe của mình hết săn rồi. Nào, vào đây tiếp săn. À các bạn ơi, để thêm phần try hard thì bây giờ mình sẽ thực hiện phi vụ để cho cảnh sát đuổi theo mình nha. Rồi em chào anh trai nha. Em nói thẳng với anh trai là em đi vào đây, em thực hiện phi vụ đó. Phải như vậy nè các bạn ơi. Thực hiện phi vụ lên sao cảnh sát đuổi theo truy nã mình, như vậy mới gọi là try hard nha. Chứ còn ví dụ như mình chạy từ điểm A đến điểm B, như vậy thì phải nói khá là easy đi các bạn. Nào. H O S A N T O S. Để mình xem thử các bạn ơi, không biết là mấy sao đây. Nào, chỉ có 2 sao thôi các bạn, như vậy thì phải nói cũng khá là easy đó các bạn ơi. Ui, cảnh sát bắt đầu kéo đến đây rồi, nào, tiếp tục chặn đua thôi các bạn. Nếu như mà mình lên 3 sao á, thì phải nói khá là nguy hiểm nha. Mình sợ cảnh sát bắn trúng vào lớp xe của mình, như vậy thì sẽ khó đua lắm các bạn. Ui, được 2 phút mấy rồi các bạn ơi. Cố lên nha, chúng ta có một đoạn đường phải nói khá là dài đó. Không biết là đổi Deadpool. Mà lại nhầm rồi các bạn ơi. Cứ Deadpool với Deadpool hoài à. Không biết là đội nước ngọt Red Bull hay là đội giàu nhất siêu, đội nào ngày hôm nay sẽ được cúp đây. Cố lên. Và phần cúp đó chính là một món quà phải nói khá đặc biệt nha các bạn. Đến giờ mình vẫn chưa biết phần quà đó là phần quà gì ha. Có gì chút xíu nữa mấy anh ra trong khu chợ đen sẽ thông báo cho mình nha. Còn bây giờ việc mình cần làm đó chính là mình sẽ tập trung đó các bạn. Ô, mà sao siêu xém một chạy chỉ được có 180 mấy thôi các bạn. Vậy rồi không biết chứ Atomati nó có chạy hơn mình hay là không đây. Sao mình thấy nó hồi hộp quá các bạn ơi. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn nha. Nào. Còn một đoạn đường phải nói khá là dài đó các bạn. Ô, lên 2 sao rồi. Wow, các bạn nhìn kìa. Cảnh sát đuổi theo không kịp mình luôn. Ô, phải như vậy chứ. Siêu CF1 mà các bạn, đâu thể nào đùa được với mình. Cứ lên đường cao tốc như vậy thì mình là ông vua tốc độ nha. Mấy con xe cỏ này không thể nào đua lại bằng mình đâu. Nào, mình thấy chứ được có 180 mấy cho đến 190 mấy km trong một giờ thôi các bạn. Ơ, hình như là mình sắp đến đích rồi các bạn ơi. Mình thấy có một cái biển quảng cáo nhô nhớt kìa. À, kia rồi các bạn. Biển quảng cáo dầu nhớt. Rồi, vừa qua. Chính xác là 4 phút 20 giây nha các bạn. Mình có một cái bộ bắn đồng hồ ngoài ha. Các bạn yên tâm đi, cuộc thi này là cực kỳ công bằng luôn, không thiên vị bất cứ ai đâu. Rồi, coi như là mình đã hoàn thành vòng đua rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau được gặp đội đua thứ hai. Và đội đó chính là đội nước ngọt Red Bull ha các bạn. Xem chút xíu mình đã đọc lộn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn cảnh sát nha. Đến lượt mình rồi các bạn ơi. Và bây giờ các bạn hãy xem mình thể hiện nè. Rồi anh bạn, cứ ngồi đó mà nghỉ mệt đi nha. Mặc cái nón của mình khác nè các bạn ơi. Cái nón của mình á là không có cái kính trước nha, chỉ có cái kính mà mình mang trực tiếp thôi các bạn. Cái nón bảo hiểm này hình như là gọi nón 3/4 đúng không ta? Mình nhớ bậy mãi như vậy đó. À, mình quên các bạn ơi.
Thôi không có quản nữa, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đua nha. Đây rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Và 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, phải như vậy chứ, chuẩn bị đua thôi các bạn. À mình quên, bây giờ mình sẽ chỉnh góc nhìn thứ nhất cho nó công bằng nha các bạn. Đây, ô, mà hình như con xe này cái góc của nó hơi bị nhỏ này các bạn ơi. Cái trụ ngay chỗ giữa mặt mình hơi bị nhỏ nha. Nó gọn hơn là con Ferrari nãy nữa. Đã thực sự luôn các bạn. Nào nào nào, quánh qua đây, quánh qua đây. Đó, phải như vậy chứ. Ui, đụng rồi các bạn ơi. Hình như là mình chạy đến đoạn này thì mình sẽ bắt đầu chỉnh lại giống như bình thường nha. Rồi, phải nói khá là công bằng đó các bạn. Nào, tăng tốc. Ui, mà sao con xe này? À, phần tốc độ của nó nhỉnh hơn chút xíu nha các bạn. Ui, đụng trúng mấy anh trai rồi. Phần tốc độ của nó có nhỉnh hơn chút xíu so với con Ferrari nha. Rồi, ok, đây cũng là một lợi thế của mình đó các bạn. Cố gắng lên. Nào nào, quên sang phía bên đây. Mình sẽ ghé một cái tiệm tạp hóa gần ở đây để mình mua đồ nha các bạn. Và sau đó mình sẽ thực hiện phi vụ luôn. Giống y chang như là đội số 1 ha. Nào mọi người, cho mình xin đường với mọi người. Quên sang phía bên đây, ớ chỗ này. Mình thấy có đường quẹo nè các bạn. Đó, quẹo bằng đường này thì phải nói khá là ok nha. Ổn rồi các bạn ơi, ổn rồi các bạn ơi. Nào, vào tiệm tạp hóa và tiếp xăng thôi các bạn. Hello, xin chào anh trai ơi. Anh trai có muốn quay phim chụp hình với em không? Tay đuôi F1 đây anh trai. Có muốn chụp hình với em không? Chứ mốt á, lem nửa tiếng anh trai không có được chụp hình với em đâu nha. Chả anh trai thật sự luôn á. Được rồi các bạn. Em chào anh trai Thu Ngân. Em đi vào đây để em thực hiện phi vụ chứ không phải là em thăm anh trai đâu. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cố gắng thực hiện phi vụ càng nhanh càng tốt nha. Nào, my computer mở xuống. Rồi, phía đằng đây. Phía đằng đây. L O S A Los Santos mình biết rồi các bạn ơi. N T. Ơ, hình như là đội thứ nhất cũng mở cái dòng chữ là Los Santos hay sao đó các bạn. Hai đội mở khóa giống nhau nha. Rồi, mình được 100 à không phải các bạn ơi. Chỉ có 1,5 triệu đô thôi. Bắt đầu chạy trốn cảnh sát và try hard đây các bạn. Nào mọi người cho mình xin đường nha. Ui. Wow! Các bạn nhìn kìa. Mình chạy, mình có thể. Wow! Lách qua được cái gầm xe hồi nãy nha. Tính ra là mấy con xe F1 này đó, cái đầu của nó giống y chang như là con Lamborghini luôn các bạn. Nó có thể lách qua lách lại một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Ok, để mình lên được cao tốc mình test thử cái đã. Wow, 200. Ồ các bạn ơi, như vậy mình nghĩ là đội số 1 thua rồi. Nhưng mà có điều gì đó sẽ sai các bạn. Đội số 1 là sẽ có ánh hào quang từ nhân vật chính nha. Mà thua đội số 2 như vậy thì mình thấy cái vấn đề đó sẽ sai rồi các bạn. Ơ nhưng mà thôi, con nào nhanh hơn thì con đó sẽ thắng thôi các bạn. Bây giờ không cần là hào hoa nhân vật chính nữa nha. Con xe nào nhanh hơn, mạnh hơn thì người đó về đích trước, người đó sẽ thắng. Ok, để mình xem thử là phần thưởng ngày hôm nay là phần thưởng gì nha. Mình nghe nói phần thưởng này phải nói cực kỳ giá trị luôn các bạn. Mấy anh trai trong khu chợ đen tài trợ mà. Cho nên á, là phần thưởng phải nói cực kỳ VIP bà rồ nha, chứ không phải là bình thường đâu. Nào, cố gắng lên. Ơ, mình chạy tới đây sớm hơn hình như là gần có 1 phút lận các bạn. Ồ, hay là bây giờ mình đứng đây mình nhảy điệu Lamada ta. À, thời gian còn nhiều mà các bạn. Đứng đây chơi vậy thôi. Đốt lốp, hello, xin chào mọi người. Chút xíu nữa mà gần về tới các bạn, mình sẽ về lui nha. Vậy mà chụp hình lên báo trang nhất á, thì bảo đảm hơi bị đẹp luôn á. Thời gian còn lâu lắm, các bạn cứ yên tâm đi. Mình chỉ việc mình vui đùa vậy thôi. Đó, chạy xe lui về góc nhìn thứ nhất. À, mình nhầm các bạn ơi. Lui về góc nhìn bình thường thôi ha. Nào mấy đại cảnh sát, đừng mà mấy anh trai ơi. Em còn dư thời gian nhiều lắm. Để mình xuống mình nhảy vài điệu đã các bạn ơi. Ui từ từ đừng có đụng em. Em chưa muốn về đích đâu. Đừng mà. Em chưa muốn về đích đâu. Đừng có đụng em. Để em bước xuống xe em nhảy vài điệu cái đã. Đó, nhảy điệu ăn mừng. Ui cái gì vậy? Rồi luôn các bạn ơi. 4 phút 26 giây rồi. Toàn luôn. Hào hoa nhân vật chính là có thật nha các bạn. Rồi, vậy là đội Red Bull là đội về thứ nhì nha. Đứng sau hào quang của nhân vật chính các bạn ơi. Đội thứ nhất đã giành được phần thưởng giá trị của mấy anh trai trong khu chợ đen hả các bạn.
Và mình là đội về nhì, mình không biết phần thưởng của mình là gì đây. Ok, tạm biệt mấy đại cảnh sát nha, em đi đây. Hình như hồi nãy là đội thứ nhất cũng chạy đến đây đúng không ta? À, quay sang phía bên đây các bạn ơi. Được rồi, để bây giờ mình tìm cách mình cắt đuôi mấy đại cảnh sát cái đã. Rồi sau đó mình sẽ quay về khu chợ đen để mình nhận phần thưởng ha. Thua nhưng mình không buồn các bạn ơi. Mình biết dù sao có hào quang của nhân vật chính thì thế nào đội thứ nhất cũng về nhất thôi à. Mình có cố gắng bao nhiêu thì cũng như vậy thôi. Cho nên là mình thua mình không có buồn nha. Vẫn chúc mừng đội số nhất nha các bạn. Được rồi, quay trở về khu chợ đen thôi các bạn ơi. Hả hả? Mình win rồi các bạn ơi. Mình đoạt hạng nhất rồi. Thanh niên kia bị cảnh sát bắt luôn kìa các bạn. Ôi sao mà đen như vậy. Vừa về hạng nhì mà vừa bị cảnh sát đuổi tới nơi bắt này các bạn. Rồi luôn đọc biên bản tới công chuyện rồi. Đua xe trái phép này các bạn, thực hiện phi vụ. Thanh niên này đi hơi lâu rồi các bạn ơi. Mình về giải nhất cho nên là mình không sao nha. Đó phải như vậy chứ, khá là ok luôn. Để mình xem phần thưởng của mình đã. Đây các bạn ơi, một con mô tô đến từ tương lai hả? Wow, đẹp thật sự luôn các bạn ơi. Một con mô tô cơm xét nha. À, thì ra người đạt hạng nhất thì sẽ được thưởng con mô tô này các bạn. Và thêm một con siêu xe F1 mà mình lái đua nữa nha. Phải như vậy chứ. Ồ, nhưng mà sao thanh niên kia tội dữ vậy ta? Hay là bây giờ mình tấn công cảnh sát, mình giải cứu thanh niên kia các bạn. Nhìn thanh niên kia tội quá à. Đã đua về hạng 2 rồi mà bây giờ bị cảnh sát bắt nữa chứ. Giờ làm sao đây ta? Không lẽ là mình xử lý mấy đại cảnh sát rồi mình kêu thanh niên kia bỏ chạy cho các bạn. Chứ tội quá à. Đã về hạng nhì rồi mà còn bị cảnh sát bắt nữa chứ. Ok được rồi các bạn ơi. Mình đã lên kế hoạch rồi. Bây giờ mình sẽ thử chạy mình tới con xe này một vài vòng. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại khu chợ đen. Mình giải cứu thanh niên đó nha. Đúng tội luôn á. Đã xui rồi mà còn đen nữa. Về hạng nhì bị cảnh sát bắt, tịch thu xe rồi vô tù nữa các bạn. Nhưng mà không sao, sau khi mình test xong con xe này thì mình sẽ quay trở lại khu chợ đen và mình sẽ giải cứu thanh niên đó nha. Wow, con xe này chạy phải nói khá là ổn đó các bạn. Đã lắm nha, đã lắm nha. Siêu xe Com Z, một con siêu xe đến từ tương lai năm 2099 nha các bạn. Khá là đẹp luôn á. Rồi quên sang phía bên đây. Chạy test thôi các bạn ơi. Ui, té rồi. Chạy test chưa được có nhiều hết bị té rồi các bạn. Đây là con siêu xe đến từ tương lai, cho nên là hệ thống lái của nó đó, nó cũng khác so với những con siêu xe bình thường nha các bạn. Chạy khó lắm luôn á. Mới đầu chạy thì mình chỉ có quen. Ok, mình sẽ tập làm quen thêm một chút nữa nha. Nào, lên đầu. Ủa, nó lên đầu không được các bạn ơi. Hình như con xe này do cái bánh to quá, cho nên là nó lên đầu không được nha. À, đúng rồi các bạn ơi. Cái chặng ba của nó cũng khác nữa, chân gấp của nó cũng khác nữa, cho nên là nó lên đầu không có được nha. Buồn ghê luôn á. Mình đang định lên đầu múa máy một vài vòng cho các bạn xem ha. Nhưng mà tiếc quá các bạn, lên đầu không có được nha. Được rồi, để bây giờ mình quay lại anh đây. À, có con siêu xe hiện đại như thế này thì mình làm gì các bạn? Làm highlight thôi. Chạy tông té liên tục luôn á. Chán thật sự luôn á nha. Nào. Chuẩn bị làm highlight thôi các bạn ơi. Và 3, 2, 1. Chúng ta có một màn highlight có 102 đến từ siêu xe trong tương lai. Lên được số 5 không ta? Đây các bạn ơi, số 5 đây các bạn. Rồi, để mình xem thứ đã. Nào, bye. Đó phải như vậy chứ. Ui, nhìn bộ đồ của mình cộng với con xe của mình bonus thêm hào quang từ nhân vật chính, cho nên là nhìn từ góc này phải nói cực kỳ đẹp trai luôn các bạn. Ô, có xe cứu thương à. Wow, các bạn nhìn kìa, mình bay lên một đoạn luôn hả. Ô, hình như chỗ đó có xe cứu thương các bạn ơi. Có chuyện gì vậy, có ai bị thương à? Để mình chạy vào đây mình giúp đỡ mọi người nha các bạn. Đây, có xe cứu thương đây. Mọi người ơi, có ai cần mình giúp đỡ hay là không vậy? Đây các bạn ơi, canh xăng của mình nè. Hình như là có ai đó bị thương hay sao á. Đâu rồi ta? Ủa, có ai không? Thông thường thì xuất hiện con xe cứu thương đó là của mấy anh trai nhân viên y tế nha các bạn. Là đâu rồi ta, mấy anh trai ơi? Ai bị thương vậy? Mình sẽ thử cố gắng mình giúp đỡ mọi người nha các bạn.
Mặc dù là mình không biết là mình có giúp đỡ được hay là không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Lai bị thương vậy mọi người. Hú hú mọi người ơi, Lai bị thương vậy. Để mình giúp đỡ mọi người các bạn ơi. Giúp được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu nha. Ủa sao kỳ lạ vậy ta? Chỗ đó mình thấy có một con xe cứu thương mà mình không thấy ai hết à. Ô, lạ ghê luôn á. Hello, xin chào mấy anh trai nha. Ồ, nếu như không có ai thì bây giờ mình mượn con xe cứu thương luôn các bạn. Đổi con xe cứu thương lấy con siêu xe trong tương lai nha. Ồ, có phải đây là không phải? Ồ, không phải là các bạn. À, mình quên. Con xe trong tương lai này là phần thưởng của mình các bạn ơi. Mình không thể nào mạo hiểm mình đổi lấy con xe cứu thương ở đâu. Mặc dù á là mình thích con xe cứu thương này hơn nha, nhưng mà thôi các bạn, đây là phần thưởng của mình mà. Đua cực khổ dữ lắm mới được nha, cho nên là mình không dễ dàng mình đổi xe đâu. Rồi, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin bộ đăng ký kênh và một like với nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tìm cách để mình giúp đỡ thanh niên về hạng 2 các bạn. Tội nghiệp thanh niên đó ghê luôn á. Số nhỏ mà lại còn đen nữa chứ. Bị cảnh sát đuổi rồi. Ok, mình đã có kế hoạch mới rồi các bạn. Và kế hoạch mới đó mình sẽ để cho tập sau ha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.